Thành phố Hạ Long là thành phố nổi tiếng với cảnh đẹp tuyệt vời của Vịnh Hạ Long, được tổ chức UNESCO công nhận là di sản của thế giới. Nơi đây không chỉ có những phong cảnh đẹp mà còn có những con người thân thiện dễ mến. Và họ là những doanh nhân ham học hỏi, sẵn sàng chung tay xây dựng một Hạ Long ngày càng giàu đẹp. BNI được sáng lập bởi tiến sĩ Ivan Meissner tại Mỹ năm 1985. BNI đã chinh phục được hàng trăm nghìn doanh nghiệp ở các nền văn hóa khác nhau trên 68 quốc gia, nhờ vào một triết lý rất nhân văn, trồng trọt không săn bắn. BNI đến với Việt Nam năm 2010 do ông Hồ Quang Minh khởi dựng. Đến nay, BNI đã có mặt tại 13 tỉnh, thành phố với hơn 2.600 thành viên là các chủ doanh nghiệp. Với mong muốn thành lập một nhóm những chủ doanh nghiệp năng động, sẵn sàng học hỏi, sẵn sàng cho đi và cùng nhau xây dựng một cộng đồng BNI hùng mạnh tại Hạ Long. Đầu tháng 5 năm 2016, những thành viên nòng cốt đã gặp gỡ và xây dựng một chapter thứ hai tại Hạ Long mang tên Sun Chapter, sau chapter Hạ Long đã được thành lập 5 năm trước đó. Gần 6 tháng, Sun Chapter đã thu hút được gần 30 chủ doanh nghiệp trở thành thành viên chính thức của BNI Sun Chapter, tạo nên một sức mạnh lan tỏa kết nối với trên 2.600 thành viên BNI tại Việt Nam. Với tinh thần sẵn sàng cho đi, tư duy tích cực cùng kết nối để thành công, BNI Sun Chapter luôn đón chào các doanh nhân Hạ Long gia nhập thành thành viên chính thức để từ đó có thể giúp các thành viên kết nối cơ hội thành công và mang lại nhiều giá trị lợi ích cho khách hàng bằng cách sử dụng công cụ BNI Thế Giới. Tập thể BNI Sun phấn đấu trở thành chapter số 1 về số cơ hội kinh doanh trên mỗi thành viên tại Việt Nam. Chúng tôi luôn tin rằng cho đi là giá trị tuyệt vời mà doanh nhân có thể trao nhau. Mọi thông tin chi tiết về Sun Chapter vui lòng truy cập www.sunchapter.com. Sun Chapter, doanh nhân Hạ Long tỏa sáng.